chuyện về những người Việt trẻ thành công nơi xứ người, mong muốn trở về quê hương làm việc và cống hiến. Chương trình Câu chuyện kinh doanh kỳ này trên kênh truyền hình FBC sẽ là cuộc gặp gỡ thú vị với giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam, người đã có nhiều đóng góp cho nền khoa học thế giới. Ở tuổi 24, chàng trai gốc Việt đã trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của Viện Hàn Lâm Khoa học New York. Hiện thì giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam đang giảng dạy tại các trường đại học lớn thuộc bang California của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, anh cũng đang điều hành công ty Imperial Health and Beauty, nơi anh có cơ hội bào chế và cố vấn khoa học cho những sản phẩm chuyên về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Đối với giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam, nghiên cứu là hoài bão và đam mê, trong khi đó kinh doanh lại là thử thách lớn, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng. Là người được hưởng thụ nhiều tinh hoa từ các nền giáo dục tiên tiến, nhưng giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam luôn hướng về quê hương. Trăn trở lớn nhất của anh là làm sao để trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của Việt Nam đuổi kịp với các nước trong khu vực. Cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam về giấc mơ xây dựng một thương hiệu Việt, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng quê nhà. Chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh truyền hình FBNC xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều các doanh nhân, các trí thức, các nhà khoa học người Việt sau khi thành danh ở xứ người đã mong muốn tìm đường quay trở về quê hương để góp phần xây dựng đất nước. Và chương trình câu chuyện kỳ này, chúng tôi muốn mời đến trường quay một vị khách mời như thế. Sau 20 năm làm việc, học tập, sinh sống tại nước Mỹ, anh đang muốn trở về quê hương để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đưa sản phẩm Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Và chúng tôi xin mời quý khán giả đến với vị khách mời của chương trình Câu chuyện kinh doanh kỳ này, giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam. Dạ, chào Hà. Dạ, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam đã tham gia chương trình Câu chuyện kinh doanh kỳ này với chủ đề Khi nhà khoa học làm doanh nhân. Theo như trong chương trình chúng ta đã thấy thì anh có một cái lịch sử rất là thú vị. 21 tuổi hoàn tất đại học, 24 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, bỏ qua giai đoạn thạc sĩ và mất một năm để hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Harvard và Brown. Vậy thì anh nghĩ gì về những thành công của mình? Thì thực sự là trên con đường học vấn của Nam thì Nam may mắn nhiều. Nhưng Nam có được nhiều cơ hội làm việc với những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Mà Nam nghĩ trong một cái quá trình học của Nam á, thì Nam tóm lại được mấy cái mà Nam có kinh nghiệm. Là thứ nhất là mình phải có cái óc sáng tạo. Cái thứ hai á, là phải có chí bền bỉ. Là khi mà mình vấp ngã, mình không để cho nó ngã, mà mình phải đứng dậy một cách hiên ngang hơn. Và cái thứ ba đó là cái niềm đam mê. Thì ba cái yếu tố đó Nam nghĩ là nó tạo nên một cái sức mạnh rất là mạnh. Cho dù khó khăn cấp mấy thì Nam cũng ráng vượt qua. Anh còn nói đến cái sự vấp ngã mà lại vấp ngã hiên ngang. Anh có thể chia sẻ với khán giả là thế cái vấp ngã hiên ngang nào trong đời mà nó ảnh hưởng lớn đến con đường khoa học và sau này là con đường kinh doanh của anh? Nói là vấp ngã thì trên cái vấn đề nghiên cứu có nhiều sự vấp ngã lắm. Tại vì nghiên cứu thì mình nghĩ ra được một cái gì đó mà mình nghĩ là trong phòng lab mình nghĩ chừng 3 phút thôi. Nhưng mà khi mà ra thực dụng hoặc 3 tiếng hoặc có khi là 30 tiếng lận, thì có khi là mấy tiếng đầu là mình thấy là mình vấp ngã liền, là tại vì nó đúng là mình nghĩ là nó ra màu vàng mà cuối cùng ra màu đỏ. Cho nên là mình nhất định là tại sao mình nó ra như thế. Cái mà mình cảm thấy mà nó hơi không đúng như cái mình nghĩ mà cuối cùng nó ra một cái thứ khác, thì cái đó cũng là một cái thành công của mình. Tại vì mình vô tình lại mình làm ra được một chất mới mà Nam là may mắn rất là nhiều những lần như vậy. Là cái người mà có chuyên môn về chuyên ngành hóa sinh, vậy thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn là những cái công trình nghiên cứu của mình hiện nay như thế nào? Nam thì là chuyên về gene. Thì Nam thay đổi cái gene của người. Rồi trong khi đó thì Nam nghiên cứu sâu thêm về phân tử. Mà những phân tử đó là thay đổi mà những các em đại học hiện tại bây giờ luôn cũng cứ nghĩ là nó như vậy thôi, thì Nam làm hoàn toàn mới hết. Nhưng mà cái là một đoạn đường rất là dài. Tại vì khi mà mình làm một cái mới như vậy thì những cái cũ thì các em sẽ bị confused, bị loạn. Cho nên mình phải
đến cái phút cuối cùng thì mình mới công bố, thì lúc đó mới là hoàn chỉnh hết. Cái công trình nghiên cứu của anh trong thời kỳ làm nhà khoa học nghiên cứu và giảng dạy có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động kinh doanh mà sau này anh đã lựa chọn để chuyển sang? Nam như Nam đã nói đó, Nam rất là may mắn là khi mà còn bé thì khi lớn lên đâu có bao giờ mình nghĩ là một khoa học gia, không bao giờ nghĩ là một nhà nghiên cứu, mà cũng không bao giờ nghĩ là mình giảng dạy ở trường Mỹ hết. Đến đời thời điểm này thì tất cả mọi thứ đều rất may mắn, thì những đó nó đã xảy ra với mình. Thì Nam có được cái lợi thế là Nam biết được về hóa và sinh. Thì vì cái hóa sinh đó nó liên quan đến những cái sản phẩm giống như những cái thuốc mà Nam nghiên cứu, thì Nam muốn những cái gì mình biết được cái hay nhất để mình chú tâm vào những cái nghiên cứu đó để ra những cái sản phẩm mà tốt nhất để người tiêu dùng có thể xài được. Anh có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc cũng như là về đội ngũ mà anh đã xây dựng tại công ty của anh tại Hoa Kỳ hiện nay? Hiện tại thì Nam có hai cái nhà máy. Một cái là sản xuất cho về thuốc, về thực phẩm chức năng, và một cái về mỹ phẩm. Thì cả hai nhà máy này đều dưới sự giám sát của Nam về công thức ra những sản phẩm. Thì nói một tí xíu là Nam hơi khó tính một tí xíu, tại vì khi mà mình ra những sản phẩm đó, mà nhất là ở Mỹ nữa, thì mình phải đi theo cái luật và những cái guideline của FDA của Mỹ. Nếu mà mình không có consistent, mình không có lúc ban đầu với lúc cuối của cái sản phẩm nó ra mà nó không có đúng thì nó không có pass. Mà không có pass thì mình không có xuất được. Thì chính vì đó cho nên Nam lúc nào cũng phải giám sát kỹ về cái phần chuyên môn, ra công thức là phần khó nhất. Công thức là cái phần mà tất cả mọi người đều rối bù đầu. Thì có chuyện gì là Nam phải là người họ đến, họ nói, họ hỏi. Thì sau cái phần đó thì nó qua cái giai đoạn gọi là sản xuất. Thì sản xuất mình phải cũng một lần nữa cũng phải đi theo những cái luật đó. Chứ nếu mà mình làm trong phòng lab nghiên cứu mà mình ra sản phẩm nó không giống như nhau, thì cái luật FDA, cái luật của Good Manufacturing Practice, cái GMP, nó không có đúng như vậy thì sản phẩm mình sẽ bị hủy. Theo như tôi hình dung thì anh xuất thân là một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học trong lĩnh vực hóa sinh. Yeah. Giờ anh dấn thân vào lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. Vậy thì cái sự khác biệt giữa thị trường Mỹ như anh đang xây dựng và thị trường Việt Nam, anh thấy có những cái điểm nào mà đâu có thể sẽ là trở ngại trên cái hành trình đó của anh? Thực tâm mà nói đó Hà, là thị trường Mỹ rất là lớn. Chính bản thân Nam cũng đã xuất ra rất nhiều hàng hóa về phía Âu Châu cũng như về phía Nam Mỹ. Nhưng mà cũng có thể một lúc nào đó hoặc là đúng giai đoạn này là Nam rất muốn chú tâm về phía Việt Nam. Tại vì Nam nghĩ Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng. Người Việt Nam họ chi trả tiền cũng được nếu mà là sản phẩm đó là tốt. Nếu là sản phẩm tốt thì công ty của Nam là gọi là tương đối mới, là một lính mới ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà những cái sản phẩm mà Nam bán ra ngoài bên các nước á, thì là những cái sản phẩm đó nó là an toàn và có phẩm chất cao. Thì Nam muốn đưa đó đến Việt Nam để Việt Nam mình cũng có những cái mà ngang tầm với quốc tế. Tại vì chính bản thân Nam cũng là người Việt Nam thì Nam thấy cái đó là điều Nam nên làm, muốn làm và cũng thích làm nữa. Rất cảm ơn anh Hồ Nhật Nam về sự chia sẻ vừa rồi, và chúng ta sẽ quay trở lại phần này với những câu chuyện về những quy định, những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đặt ra đối với các sản phẩm mà như anh nói, mong muốn để đưa sản phẩm, đưa thương hiệu của Việt Nam ra tới thị trường thế giới. Xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh truyền hình FBNC kỳ này với chủ đề Khi nhà khoa học làm doanh nhân.
cái gì làm nên sự khác biệt. Và chúng ta đang có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam, người đã có 20 năm học tập và làm việc tại Hoa Kỳ, và nay anh đang muốn trở về Việt Nam để xây dựng sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện trước đó. Trong phần 1 thì anh có chia sẻ đến một khái niệm gọi là FDA. Vậy thì xin được hỏi anh là có rất nhiều người muốn biết FDA là cái gì, và FDA tại thị trường Hoa Kỳ thì có gì khác biệt so với FDA tại các thị trường khác? Vâng, lại một câu hỏi rất là hay nữa mà Nam sẽ trả lời với lại Hà. FDA là giống như một cái bảo chứng cho cái sản phẩm từ lúc mà sản phẩm được formulate, là được được bào chế, cho đến lúc sản phẩm đi ra đến người tiêu dùng. Thì qua cái quá trình đó là phải nghiên cứu, rồi phải được đúng cái guideline của Mỹ. Thì khi họ approve, rồi mình sản xuất. Rồi khi mình sản xuất, họ lại approve lần nữa. Thì trong quá trình đó thì công ty của mình, cái nhà máy của mình phải qua một cái loạt kiểm duyệt của Good Manufacturing Practice. Thì những cái đó nó làm cho mình tự tin hơn thì cái sản phẩm mình sắp làm ra, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng sau này. Khi mà sản phẩm ra được rồi, đến xuất ra rồi, đến người tiêu dùng, những sản phẩm ở trong đó nó cũng phải y hệt như những cái gì mình đã làm trong phòng lab. Thì khi mà được như vậy, bất kỳ lúc nào, bất cứ lúc nào mà mình lấy cái sản phẩm đó ra, thì nguyên liệu và cái sự bảo đảm an toàn nó phải y hệt như từ lúc ban đầu. Thì chính cái đó nó mới gọi là FDA. Để làm một cái sản phẩm đã được FDA thì mình phải có một có thể nó là một dàn hệ thống qua nhiều giai đoạn lắm Hà. Thứ nhất là mình phải có một đội ngũ về chuyên môn, về chuyên khoa để làm ra cái công thức sản phẩm. Thì qua nổi cái giai đoạn đó thôi là mình phải đúng cái tiêu chuẩn của FDA. Có đó là khó lắm. Rồi sau đó mình áp dụng cái đó cho từng thời tiết của mỗi quốc gia. Nam nói thí dụ Nam mà qua bên Pháp chẳng hạn, thì nó có cái mùa lạnh nó khác thì mình phải bỏ một cái chất khác. Mà khi mình về Á Châu, nhất Việt Nam, thì mình phải dùng cái chất khác. Thì cái đó là một cái đội ngũ phải rất là giỏi về khoa học. Thì Nam cộng tác với họ, với cái team khoa học đó, và Nam chỉ dẫn cái team khoa học đó để ra cái sản phẩm. Rồi sau đó về cái dàn của nhà máy, thì dàn nhà máy thì phải đúng theo tiêu chuẩn nữa. Nói tóm lại là khi cái sản phẩm mà từ cái mình làm formulation đến lúc ra thị trường thì nó phải trải qua giai đoạn thử nghiệm, được chấp thuận, rồi làm ra sản phẩm, rồi đến người tiêu dùng. Nó ban đầu sao thì lúc sau nó cũng y hệt như vậy. Thì chắc chắn là khó chứ hả? Chắc chắn là làm một cái chuỗi như vậy, làm một cái nhà máy như vậy là cần sự hỗ trợ của nhà máy có uy tín, bảo đảm an toàn của Mỹ, và một đội ngũ chuyên gia về khoa học vững. Tức là để đảm bảo đạt được FDA, các doanh nghiệp phải đảm bảo các sản phẩm của mình từ lúc bào chế cho tới lúc sản xuất cho tới tay người tiêu dùng đều phải đúng theo một tiêu chuẩn nhất định. Dạ đúng theo rồi. Đúng cái quy định rất là nghiêm ngặt. Dạ đúng rồi. Vậy anh có thể cho biết thêm, vì khán giả của chương trình Câu Chuyện Kinh Doanh, một trong những điều mà khán giả kỳ vọng đó là luôn lắng nghe được cái kinh nghiệm, những cái tư vấn của các chuyên gia, đặc biệt là các doanh nghiệp thành danh ở nước ngoài. Vậy thì họ muốn hỏi là cái tiêu chuẩn FDA này có ý nghĩa, có vai trò như thế nào cho các sản phẩm trong việc phát triển tại thị trường Hoa Kỳ và sau này là mở rộng ra thị trường thế giới? Cái FDA là giống như một cái bảo chứng cho một cái sản phẩm nó, thứ nhất là an toàn, thứ hai là uy tín và cái nguồn gốc. Khi những sản phẩm mà được FDA hoặc là nhà máy được FDA nó chấp thuận, họ chấp thuận đó, được FDA họ chấp thuận, thì khi mà mình sản xuất ra những cái sản phẩm đó và mình đưa đến người tiêu dùng, mình cảm thấy an tâm lắm, chính bản thân mình cũng an tâm, mình cảm thấy vui vì những sản phẩm đó là những sản phẩm mà nó an toàn cho người tiêu dùng. Vậy anh Nam này, anh có thể chia sẻ với khán giả một cái hành trình của một sản phẩm từ lúc nó ở phòng nghiên cứu cho tới khi nó được thông qua và cho tới khi nó ra thị trường? Trước khi ra một cái sản phẩm nào đó thì mình phải coi là
cái sản phẩm mình muốn làm ra nó có bị ảnh hưởng vì về sức khỏe của người tiêu dùng hay không. Thì cái đó là cái phần quan trọng của cái bước đầu, tại vì cái đó là cái phần nghiên cứu. Thì làm sao là mình tìm ra những cái chất nào hoặc mình bỏ vô cái chất nào nó không có hại cho người tiêu dùng sau này, mà chính những cái đó sẽ là FDA nó sẽ nhìn vào, họ sẽ nhìn vào để mà họ cho pass hay không pass. Thì khi mà cái giai đoạn đầu mà làm nghiên cứu thì khi ra được như vậy thì FDA lại trở ngược lại test cái sản phẩm đó, thì khi họ ra được kết quả là nó y hệt như là mình đã đưa trên giấy tờ thì họ cho mình một cái step tới. Thì khi mà được cái step tới là mình lại cam đoan vô nữa là cái đó không được chất mà gây ung thư, chất hay không được làm hư da người ta hoặc là làm ảnh hưởng đến cơ thể người ta. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu chuẩn bị cho sản xuất. Một cái công đoạn mà rất nhiều các tiêu chuẩn tương đối khắt khe. Dạ đúng rồi. Vậy thì trong cái hoạt động kinh doanh của mình thì anh có khuyến nghị như thế nào đối với các doanh nghiệp khác mà họ cũng đang muốn là đưa các cái sản phẩm của mình vào dây chuyền sản xuất và đạt được tiêu chuẩn FDA như vậy? Cái câu hỏi này rất là hay, tại vì nó có hai phần luôn đó Hà. Là khi mà một công ty mà muốn đưa ra thị trường một cái sản phẩm nào đó, cái điều quan trọng nhất là trong sản phẩm đó không nên có những chất mà làm cho ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đặc biệt nhất là những chất như paraben hoặc là chất mercury. Thì làm sao mà công ty của mình hoặc chính của công ty của bạn ấy không được cái đó, thì là do xuất xứ từ cái sự nghiên cứu formulation từ cái sản phẩm đầu tiên. Thì làm sao là mình làm không có, hoặc là có nhưng mà nó đúng cái guideline của FDA. Để được như vậy thì phải có một đội ngũ chuyên gia rất là hùng hậu, nếu mà ông nói là rất là nhiều, tại vì họ sẽ là người làm ra những cái chất mà nó tránh đi cho cái sản phẩm. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện anh trở về Việt Nam để xây dựng doanh nghiệp tại Việt Nam, phát triển thương hiệu của Việt Nam để đưa sản phẩm từ Mỹ về Việt Nam và đưa sản phẩm từ Việt Nam ra thế giới. Anh có thể chia sẻ thêm về những cái ước mơ, những cái ấp ủ, những cái khát vọng của anh trong việc phát triển thương hiệu Việt Nam như thế nào? Thị trường Việt Nam là một thị trường rất là lớn và có tiềm năng. Thì khi mà những sản phẩm được FDA approve thì Nam thấy Việt Nam sẽ từ đó mà phát huy ra. Tại vì chính bản thân Nam cũng muốn uy tín của Việt Nam, những sản phẩm Việt Nam của người Việt Nam làm ra mà từ FDA của Mỹ, sản xuất từ Mỹ mà ra thế giới bên ngoài, thì cũng đó là một niềm hạnh diện riêng cho Nam mà cũng chung với tất cả mọi người luôn. Thì những cái khó khăn mà Nam nghĩ là nó khó đó cho những doanh nghiệp Việt Nam mà được FDA approve. Tuy là giống như là người ta nói là nó khó, tuy khó mà nó cũng dễ một tí xíu đó hả, là mình đi đúng đường, mình đi đúng cái quy trình của FDA và mình có một lối đi cạnh tranh rất là lành mạnh. Vì cuối cùng mọi thứ trên đời, mọi thứ tất cả, tính luôn sản phẩm và con người và mọi thứ, đều là cuối cùng là mình mang cái gì tốt đẹp nhất cho người ta dùng, những cái gì mình sản xuất ra. Xin cảm ơn anh Hồ Nhật Nam vì sự chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trao đổi với anh Hồ Nhật Nam, một nhà khoa học chuyển sang lĩnh vực kinh doanh với mong ước sẽ đưa được các sản phẩm Việt Nam ra thế giới và cũng đưa được các sản phẩm từ thế giới về Việt Nam thông qua những câu chuyện, những chia sẻ về các tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với phần 3 của chương trình Câu chuyện kinh doanh với những ước mơ, những khát vọng của anh trên hành trình chinh phục thế giới. Thưa quý vị, mời quý vị cùng quay trở lại với phần 3 của chương trình Câu chuyện kinh doanh kỳ này trên kênh truyền hình FBNC với chủ đề Khi nhà khoa học làm doanh nhân, điều gì làm nên sự khác biệt? Thưa anh Hồ Nhật Nam, chúng ta vừa nói về cái hành trình của anh nghiên cứu, học tập trên nước Mỹ, rồi hành trình của anh xây dựng một nhà máy đạt các tiêu chuẩn FDA của Mỹ, và bây giờ anh đang muốn đưa các cái sản phẩm đó trở về Việt Nam, đưa các cái sản phẩm tốt, chất lượng về Việt Nam vào cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra các sản phẩm có thể vươn tầm được thế giới. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là khi sáng lập và trực tiếp điều hành doanh nghiệp của mình tại Mỹ thì trong quá trình đấy anh
ngoài kiến thức chuyên môn ra thì những kỹ năng về lãnh đạo, về điều hành doanh nghiệp anh phải trau dồi cho mình như thế nào? Cảm ơn Hà. Mọi thứ trên đời thì đối với Nam đều là học tập hết. Theo Nam nghĩ là một người lãnh đạo tốt thì gồm có những cái mà mình phải có. Thứ nhất là một đội ngũ, những người đồng nghiệp với mình là những người tốt. Mà ý Nam nói đây là tốt về lĩnh vực kinh doanh và cũng một tí xíu về lĩnh vực con người nữa. Thứ hai là về khả năng của họ, và thứ ba về cái tâm của họ. Thật sự Nam thì không có lãnh đạo gì hết. Nam chỉ đồng hành với các bạn, mà Nam thấy những cái nào hay hơn thì Nam sẽ cho ý kiến, và chắc chắn là những bạn cũng có những cái hay hơn thì cũng chia sẻ với Nam. Nam và bạn Nam đồng tiếng thôi. Dạ. Tuy nhiên thì mọi người lại hay nói là thương trường thì như chiến trường. Và có rất nhiều các doanh nhân khi mà bước vào thương trường thì đôi khi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì lúc đó chúng ta là bạn, nhưng trong một số lĩnh vực thì chúng ta buộc chúng ta phải, có thể thậm chí là phải đối đầu với nhau. Có điều đó có xảy ra hay không với những cái năm mà anh đã làm việc? Dạ đúng rồi đó Hà, là thương trường như là chiến trường. Mình đừng đặt nặng vấn đề về sự cạnh tranh quá. Tại vì cái người cuối cùng mà bị ảnh hưởng nhất sẽ là người tiêu dùng. Chắc chắn là như Hà nói là đi ra ngoài chắc chắn phải có sự cạnh tranh. Thì mình làm sao mà mình làm cho cái sản phẩm mình nó tốt hơn, nó ưu việt hơn, nó đúng với cái mà người tiêu dùng đang cần. Chứ không phải là một những sản phẩm nào họ ra mình cũng làm y hệt như vậy. Cái đó thì Nam không muốn đi hướng đi đó. Mà cũng vì cái hướng đi mà Nam và bạn của Nam muốn đi là một cái gì rất là mới, một cái gì rất là lạ cho người Việt Nam, phát xuất từ Việt Nam. Thì khi mà mình có cái gì lạ, cái gì mới thì Nam cảm thấy là cái sự cạnh tranh giữa thương trường nó giảm đi rất là nhiều. Thì hiện nay những điều lạ và mới nhất trong các sản phẩm hay trong triết lý kinh doanh của anh là gì? Thì như Nam đã nói là trong máu Nam là giống như là thương yêu Việt Nam nhiều nhiều lắm luôn. Thì cái mà Nam thấy cái lạ cho Việt Nam là một cái sự vẻ đẹp tự nhiên. Việt Nam mình đã đẹp rồi, thì nếu mà mình có thêm về những thuốc, thực phẩm chức năng, bồi dưỡng sức khỏe cho người Việt Nam của mình, và những mỹ phẩm mà nó không có hại cho người Việt Nam của mình, thì những cái đó là Nam rất là ấp ủ để Nam muốn truyền đạt đến, những dồn hết sức để làm những sản phẩm đó cho người Việt Nam. Anh có nhắc đến cái sự thương yêu Việt Nam lắm lắm luôn. Dạ vâng. Và chúng tôi cũng được biết là ngoài cái việc học tập nghiên cứu kinh doanh ra thì anh còn có rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ cho các bạn sinh viên Việt Nam. Anh có thể chia sẻ rõ hơn những cái sự hỗ trợ đó và những cái mong muốn ấp ủ của anh trong việc hỗ trợ cho các bạn sinh viên đó như thế nào? Đối với ở Việt Nam á, thì Nam cũng giúp được các bạn sinh viên ở Đại học Bách Khoa cái học bổng để giúp các bạn về một phần tài chính. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là Nam hướng dẫn họ, những sinh viên đó, để đi con đường học tập đúng theo chí hướng của các bạn ấy, theo sở thích của bạn ấy, thay vì là phải đi chọn những cái ngành mà họ nghĩ họ sẽ ra kiếm tiền nhiều hơn. Thì có nhiều em có những cái tài năng riêng mà vì nhiều lý do họ phải đi cái bước khác, thì cái đó điều Nam không muốn. Tại vì trong vấn đề học tập mình sẽ phát huy mạnh hơn nhiều lắm nếu mà mình đi đúng cái ngành mà mình yêu thích. Có vẻ như là trong hành trình của mình thì anh luôn tìm cách để kết nối, tìm cách đưa học sinh Việt Nam qua Mỹ để học, và tìm cách kết nối giữa chính những các bạn lưu học sinh Việt Nam để có thể tìm thấy cái sự dây liên lạc nào đó với quê nhà. Khi mà Hà nói cái câu hỏi này thì Nam cũng hơi cảm động. Bản chất Nam là một người Việt Nam, thì chắc chắn Nam muốn tất cả các bạn sinh viên Việt Nam cũng được thành công, cũng được vẻ vang và cũng được thế giới chấp nhận. Thì cũng vì lối suy nghĩ như vậy thì mỗi khi mà Nam có cơ hội tiếp xúc với một
vài bạn Việt Nam mà du học sinh. Thì khi mà Nam thấy những bạn ấy khó khăn về ngôn ngữ, về sự học tập, thì Nam cảm thấy thương họ lắm. Là Nam thì đi thuyết trình ở nhiều đại học ở bên Mỹ. Thì khi mà thuyết trình xong thì có những em du học sinh Việt Nam có đến hỏi thăm. Thì từ đó cũng trở như thành bạn luôn, nếu không muốn nói là liên lạc rất là thường xuyên. Thì các em đó bên đó thứ nhất là rất là buồn, tại vì ở những tiểu bang xa thì rất là buồn. Rồi nhiều lúc cũng cha mẹ nói học cái này mà không biết, thì đến hỏi Nam. Thì Nam biết được cái gì Nam giúp. Rồi Nam gọi là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Nam đã học được rồi, những cái mà vấp ngã Nam đã bị rồi, để các bạn đi đúng con đường hơn. Thì cái đó Nam rất là vui, hiện tại rất là vui về cái công việc đó. Xin hỏi anh Nhật Nam, vừa là một nhà khoa học, vừa quản lý doanh nghiệp, vậy thì mọi người sẽ thắc mắc một ngày của một cái người mà đa chức năng như vậy sẽ như thế nào? Thì như thế này nè Hà, một ngày của anh thật là khi mà thức dậy đó, đến lúc mà đi ngủ đó, là thường thường là thứ nhất trên giảng đường, thứ hai là trên máy bay, và thứ ba là phòng lab nghiên cứu. Gần như là ngừng như mọi ngày. Còn cái mà anh mơ ước đó, là cho anh một ngày thôi đó giống như bài hát đó, thì sáng sớm thức dậy được một ly cà phê, mà nhất là cà phê Việt Nam. Rồi sau đó thì anh bơi 30 phút, rồi trao dồi cỡ một tiếng đồng hồ về những ngôn ngữ mà anh biết được. Rồi sau đó thì là dẫn thân vào chương trình nghiên cứu. Thì những chương trình nghiên cứu đó là gần như là một cái phần của anh rồi. Thì có thể là một cái ngày mà anh mơ ước là gần như là nghiên cứu nhiều. Để kết lại một điều gì đó, khi một nhà khoa học, khi một nhà nghiên cứu chuyển sang con đường làm doanh nhân, thì điều gì là cái yếu tố tạo ra sự khác biệt nhất? Cái đó nó cũng là một câu hỏi rất là khó để mà trả lời trong một cái phạm vi rất là nhỏ. Nhưng mà Nam chỉ nghĩ là mọi thứ là do thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thì với các bạn ở Việt Nam đây, là các bạn hỗ trợ Nam rất là nhiều. Có thể là nhiều lúc nâng đỡ Nam nhiều hơn là khác. Thì Nam thấy cái đó là một cái phần nhân hòa Nam may mắn có được. Nên anh rất là vui về cái đó. Thì nhân hòa thì là đã tốt rồi. Địa lợi thì nước mình là nước Việt Nam, mà Nam Việt Nam thì Nam mê lắm, Nam thích lắm, Nam thích làm ở Việt Nam. Còn thiên thời thì chỉ mong ông trời giúp các bạn mình với mình để đưa những cái mà mình ấp ủ cũng như các bạn ấp ủ đưa ra thế giới bên ngoài. Một câu hỏi cuối cùng của cuối cùng nữa. Dạ, vâng. Là vậy thì anh đã có gặp những khó khăn hay những trở ngại nào trên cái hành trình mà quay về Việt Nam? Dạ, mọi thứ thì nó chắc chắn là nó phải khó khăn. Mà Nam thấy khó khăn thứ nhất á, là sự chấp nhận của người tiêu thụ. Tại vì người tiêu thụ là họ đã xài quen những cái thứ sản phẩm mà họ đang xài rồi, thì họ chưa biết những cái sản phẩm mới. Nhưng mà với cái những sản phẩm mà mình làm ra, mình biết cái uy tín của cái sản phẩm, mình biết nó bảo đảm an toàn, thì mình tự tin mình đưa đến người tiêu dùng, rồi người tiêu dùng sẽ xài, rồi họ sẽ thích. Là cái đó cản trở thứ nhất. Cái cản trở thứ hai là làm sao mà mình dồn tâm vào để làm cái sản phẩm một ngày càng hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, để cái này thấy nói là hơi cạnh tranh một tí xíu với những nước bạn kế bên, để họ khi mà thấy một cái nhãn hiệu của mình họ cảm thấy là rất là yên tâm, là cái này là giống như là họ có thể mua từ siêu thị Mỹ ở bên Mỹ, hoặc là cái này họ có thể mua từ siêu thị ở bên Pháp. Rất cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi, và chúng tôi cũng chúc anh sẽ thành công trên con đường tới. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Hồ Nhật Nam, người có hơn 20 năm học tập, làm việc, sinh sống và thành công ở Hoa Kỳ, và nay muốn trở về Việt Nam để xây dựng một thương hiệu Việt Nam, xây dựng một nhà máy với dây chuyền theo tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ. Và chúng tôi cùng chúc anh sẽ thành công trên hành trình mới. Chương trình Câu chuyện Kinh doanh trên kênh truyền hình FBNC xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.